bài giảng không tiếp tay cho cái sai. Rất nhiều người chúng ta đang vô tình tiếp tay cho cái sai, nhưng chúng ta lại coi nhẹ và không nhận ra rằng đó là hiểm họa và đó là cái nghiệp dẫn đến khổ đau cho chúng ta sau này. Cô Nguyệt ví dụ, bạn lấy phải người chồng vũ phu, ngoại tình, chửi bạn, đó chắc chắn là nghiệp của bạn rồi. Nhưng nếu bạn cứ đón nhận cái nghiệp đó, cứ chấp nhận nó, và người chồng ấy cứ tiếp tục làm sai trái với bạn, thì bạn là một người phụ nữ nhu nhược và đang tiếp tay cho cái sai. Một người như cô Nguyệt nhìn vào những cảnh tượng đó, cô Nguyệt thấy rằng đó là địa ngục trần gian. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, tại sao lại phải chịu dừng chân, chịu chấp nhận một cuộc sống gia đình thiếu tôn trọng, không hạnh phúc vậy? Cũng bởi vì thiếu chữ tu tâm tốt, nên nghiệp mới chi phối làm cho các bạn phải chấp nhận điều ấy. Nếu như các bạn biết tu, biết quay về nhìn lỗi sai của chính mình từ tiền kiếp và cho chính kiếp này, các bạn sai nhiều lắm nên các bạn mới chấp nhận cảnh khổ đau đó. Nếu như các bạn tu, các bạn nhìn ra những lỗi sai dù là nhỏ nhặt nhất, dần dần các bạn sẽ có phước, phước sẽ chi phối cho các bạn không chấp nhận một cuộc sống khổ đau như vậy đâu. Không cho phép ai đó xúc phạm, chửi bới bạn đâu. Tại vì khi nghiệp đã đến, các bạn đành phải chấp nhận nó một lần. Nhưng nếu chấp nhận, cứ đón nhận mãi là sai rồi. Và các bạn cũng đang vô tình làm cho người đàn ông kia nghiệp lại nặng thêm. Ví dụ tiếp theo, khi cô Nguyệt đứng ra vạch trần những điều sai trái trong tâm linh, cô Nguyệt bị chửi rất nhiều. Nhưng các bạn à, phải hiểu sâu luật nhân quả và hiểu đạo, cô Nguyệt mới dám đứng ra nói những điều sai đó. Cô Nguyệt biết trước là sẽ rất nhiều người chửi, chửi thậm tệ lắm các bạn. Chửi mà nếu như các bạn không có tu, các bạn sẽ không nghe được đâu. Thậm chí là các bạn sẽ phản ứng lại, sẽ bực bội khó chịu đó. Nhưng may sao cô Nguyệt đã chuẩn bị cho mình một hành trang vững trước đó, và cô đương nhiên sẽ không tiếp tay cho cái sai. Nếu như họ chửi cô có đọc những lời chửi đó đấy. Nhưng xin thưa, một giây cô cũng không hề bực với những câu chửi lăng mạ sỉ nhục cô đâu. Cô chỉ buồn và lấy điện thoại vào trang của họ và chặn thôi. Bởi vì sao? Nếu như không chặn là đang vô tình hại họ đó các bạn. Các bạn thử hình dung xem, họ chửi một lần họ đã bị nghiệp nặng rồi. Nếu như cô không chặn họ, họ lại chửi tiếp, họ lại kéo theo bao nhiêu người cũng hùa theo vào chửi, thì nghiệp của họ gánh sao đây? Còn cô thì chắc chắn những điều cô làm là đang giúp đời, và từ giờ đến chết cô cũng không bao giờ lợi dụng vào việc tâm linh để lấy tiền của dân dù chỉ là 1.000. Khi cô đã khẳng định và chắc chắn những điều cô làm là giúp dân,
thì tại sao cô lại phải buồn với những lời phản bác, những lời chửi rủa chứ? Bởi vì sự thật là cõi trần gian này rất nhiều người sai trái mà, nên họ không phục, họ không muốn đồng ý những gì cô Nguyệt nói, bởi vì chính tâm họ cũng làm nhiều sai trái. Họ mất đi tình người, họ mất đi trái tim ấm áp. Nhưng cô đâu có nhìn vào chiều hướng đó. Cái cô nhìn là chiều hướng lên. Có quá nhiều người ủng hộ cô Nguyệt mà. Có quá nhiều người nhận ra tình cảm chân thành mà cô Nguyệt đang dành tặng cho dân mà. Vậy nên việc mà chúng ta tiếp tay cho cái sai cũng là một cái tội đó các bạn. Thật ra việc họ muốn chửi cô bên ngoài, chửi cho ai đó nghe, thì đó là quyền của họ. Nhưng nếu họ làm quá và xúc phạm cô, bôi nhọ danh dự, cô cũng không thể nào để yên nha. Bởi vì quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cõi trần gian này còn có pháp luật. Nếu như bịa đặt vu khống về cô, không thể nào để yên và cho qua được các bạn à. Nếu không, những kẻ mà đi bắt nạt người khác, những kẻ mà đi xúc phạm người khác sẽ ngày càng lộng hành và hại bao nhiêu người tốt khác các bạn à. Vậy nên sống thì phải có chánh kiến, có bản lĩnh, chứ không phải sống rồi nhu nhược cho qua. Như thế là tiếp tay cho cái sai đó các bạn. Mình sống khi mình đã có bản lĩnh rồi thì hãy lấy cái bản lĩnh đó để lên tiếng những điều sai trái, để bảo vệ những người yếu thế hơn mình. Đó mới xứng đáng là một người hiểu về đạo đức làm người và là đứa con ngoan của Phật và Thánh nha các bạn. Hãy nhớ rằng đừng bao giờ tiếp tay cho cái sai.